tiếp tục đi ngang Ngày hôm qua thì Bitcoin là ngày chủ nhật Và là ngày cuối tuần thì Bitcoin giảm 0,9% ờ, uh, Thì cũng là một tuần rồi Bitcoin cũng ở cái vùng 42, 43 nghìn Và hiện tại thì các cái xu hướng MACD thì nó vẫn chưa, vẫn đang hướng lên này Các cái tín hiệu khác thì cũng uh, cũng cũng uh, Uh, thể hiện cho là một cái xuống uh, đi ngang thì cái view của thạch thì nó vẫn là nó sẽ sideways và nó sẽ test lên cái vùng bốn bốn nghìn hoặc cao hơn chút trước khi có những cái tín hiệu uh, đảo chiều hiện tại thì trên cái khung thời gian là uh, một ngày thì bitcoin vẫn đang trong xuống sideways trong cái khung thời gian là uh, một tuần Uh, trong cái khung thời gian một tuần thì bitcoin vẫn có đang có xu hướng giảm đấy các bạn này chứ khung thời gian một tuần là bitcoin đang có xu hướng giảm đấy nó làm việc mà bitcoin hồi lên sau đó thì có thể là điều chỉnh giảm tiếp trên khung thời gian tháng thì tháng vừa rồi bitcoin đã tạo ra một cái cây nến uh, cây nến doji À, với cả cái bóng nến trên và bóng nến dưới khá là dài Vì vậy là nó có thể hồi lên và trước khi có thể là điều chỉnh xuống Ở trên các cái khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian 4 giờ Khung thời gian 4 giờ thì à, ở đây là Bitcoin đang có lực hồi này Đấy, nó lại test lại vùng 43k Thì vẫn là một cái vùng cạn mạnh 42k8 và 43k6 đấy Đây nó sẽ lên mấy cái vùng này này đây là 43K này 43K6 này 43K8 này Và cao hơn Đó, Thì anh chị em cũng cẩn thận Ở ETH ETH thì ở trên cái khung thời gian là Ngày ấy, Thì ETH nó Đang ở cái vùng giá khá là tốt Và và thạch thấy rằng là có cái lượng volume mua ở đây này vẫn tiếp tục mua vào ETH có thể là mọi người đang kỳ vọng à, có thể mọi người đang kỳ vọng vào cái cái, đợt uh, tháng 5 tức là tháng 5 là có uh, ETF của ATH ấy, để đấy sẽ có một cái động lực tăng giá và ETH thì nó cái vùng cản mạnh của nó là 2004, 2000, 2370 này và 2340 thì cái xu hướng của ATH là cũng là một cái xu hướng hồi nhẹ các bạn, hồi phục nhẹ thì cái này cũng có thể là tốt cho thị trường ôn coi, thị trường ôn coi nó có những cái đợt điều chỉnh hồi nhẹ.